Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang bước vào cao điểm khách quốc tế đến Việt Nam từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau. Ngành du lịch Việt Nam đang hướng đến mục tiêu mới 13 triệu lượt khách sau khi vượt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế của cả năm 2023 dù mới qua 3 quý đầu năm. Mục tiêu cao đi kèm với những thách thức. Sau đại dịch Covid-19 thì khách du lịch đã thay đổi xu hướng du lịch, nhu cầu giảm, chi tiêu ít và hoạt động ít, dẫn đến lượng khách có thể đã tăng lên, thế nhưng hoạt động thì chưa hoàn toàn phục hồi. Vì thế cũng đòi hỏi những chiến lược và những đổi mới để có thể đạt được mục tiêu đề ra. Vì thế hoạt động lữ hành cũng phải đổi mới. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện tại Đà Nẵng, trung tâm du lịch lớn của cả nước. Phát huy giá trị sự kiện lễ hội, thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Hội thảo trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội du lịch Đà Nẵng 2023 vừa diễn ra do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cùng Chi hội Lữ hành Đà Nẵng tổ chức. Nhận định được nêu tại hội thảo là cần lựa chọn lễ hội sự kiện tiêu biểu, đặc sắc, giàu giá trị để đầu tư về nội dung, quy mô, thời gian tổ chức. Và quan trọng là kết nối với các doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour đưa khách về lễ hội sự kiện. Các địa phương với nhau là cùng nhau quy hoạch sản phẩm, tạo ra cái sản phẩm phù hợp và cùng nhau đi xúc tiến. Hay là sự liên kết giữa doanh nghiệp với lại cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Thì cái này rất quan trọng. Chúng tôi cũng tự chủ động đưa ra một số kịch bản về tổ chức sự kiện mà ứng với lại cái điều kiện của Đà Nẵng. Với 5,8 triệu lượt khách đến thành phố Đà Nẵng trong 9 tháng qua, đã đem lại doanh thu du lịch cho thành phố trên 17.000 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu lữ hành là điểm sáng, đạt gần 3.800 tỷ đồng. Cùng với việc tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, đậm tính địa phương, các đơn vị lữ hành Đà Nẵng còn chú trọng quảng bá, thu hút khách quốc tế bằng các hoạt động sản phẩm văn hóa, nghệ thuật trong chuỗi sự kiện lễ hội được thành phố tổ chức. Việc đầu tiên là chúng tôi gắn kết hội viên. Việc thứ hai thì chúng tôi tự tìm ra sản phẩm mới, tự kết nối với lại các nhà cung ứng dịch vụ, tự xúc tiến đường bay. Trong những năm đến thì chúng tôi khai thác sâu chất liệu văn hóa của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần quảng bá giới thiệu đến du khách. Với sự lớn mạnh trở lại của hơn 400 đơn vị lữ hành, phát huy vai trò dẫn dắt trong việc vực dậy và khôi phục thị trường du lịch, ngành lữ hành Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn, liên kết liên vùng các tỉnh miền Trung, kết nối với hai đầu để trở thành cực tăng trưởng, giúp cộng đồng du lịch sớm khôi phục hoạt động hiệu quả. Thưa quý vị, cùng với các đơn vị lữ hành trên cả nước, các doanh nghiệp lữ hành của thành phố Đà Nẵng đã và đang nỗ lực xây dựng đổi mới các sản phẩm du lịch có chiều sâu để mạnh phát triển du lịch sự kiện lễ hội, phấn đấu cùng với ngành du lịch Việt Nam hướng đến mục tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu mới đề ra, trong những tháng cuối năm, hoạt động trọng tâm của ngành du lịch sẽ là đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tập trung vào các thị trường mục tiêu. Với thị trường khách du lịch Tây Âu, cơ quan du lịch quốc gia cùng với các doanh nghiệp du lịch đang tích cực chuẩn bị cho hội chợ du lịch thế giới diễn ra tại London, Anh vào tháng 11 năm nay. Đây là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh mới của du lịch Việt Nam nhằm hút khách dịp Giáng sinh và năm mới. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng sẽ tập trung vào thị trường Trung Quốc và ASEAN với hội chợ du lịch Trung Quốc ASEAN sẽ diễn ra tại Quế Lâm Trung Quốc trong tháng 10. Đây đều là những thị trường mục tiêu với kỳ vọng tăng trưởng cao. Bên cạnh đó còn là các thị trường đầy tiềm năng như là Mỹ, Úc hay Ấn Độ. Ngay sát chúng ta, Thái Lan đang triển khai nhiều hoạt động nhằm thu hút khách quốc tế. Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch tái khởi động ngành du lịch với 10 biện pháp để đạt mục tiêu đón 40 triệu khách quốc tế vào năm 2024, gồm du lịch an toàn, video quảng cáo về du lịch, sử dụng hình ảnh các diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng nhằm quảng bá Thái Lan là một điểm đến tuyệt vời. Thách thức cạnh tranh đòi hỏi các hãng lữ hành phối hợp với các địa phương, điểm đến của Việt Nam phải đổi mới sáng tạo trong xây dựng sản phẩm du lịch mới. Đang là mùa cao điểm đón khách quốc tế, đơn vị lữ hành này liên tục đưa ra các chương trình tour mới. Sau dịch Covid-19, khách du lịch quốc tế có xu hướng đi theo nhóm nhỏ hơn so với các đoàn đông vài chục người như trước. Du khách quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm du lịch có chiều sâu, có tính cá biệt hóa cao với nhiều hoạt động trải nghiệm mới lạ hấp dẫn. Những điều này đều được công ty nghiên cứu để có được các sản phẩm du lịch phù hợp. Sản phẩm chúng tôi bắt buộc là phải sáng tạo, tìm tòi rất là nhiều những cái tuyến điểm đến cho khách hàng có thêm những sự trải nghiệm. Không những trải nghiệm về điểm tham quan, du lịch, còn trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, vân vân cho khách hàng. Trước đại dịch, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của du lịch Khánh Hòa. Thế nhưng năm nay, khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đã không như kỳ vọng.
Trước thực tế này thì những người làm du lịch Khánh Hòa đã nhanh chóng khảo sát, nắm bắt diện mạo mới của thị trường du lịch Trung Quốc để kịp thời điều chỉnh trong các sản phẩm du lịch. Thị hiếu khách du lịch Trung Quốc thay đổi là do thời gian nghỉ dịch quá lâu, rồi nhu cầu đi du lịch cao, thì cái khả năng mà họ đòi hỏi về chất lượng thì cũng sẽ cao theo. Thì như vậy rằng sản phẩm du lịch nhà hàng Khánh Hòa chúng ta cũng phải thay đổi. Bà Rịa Vũng Tàu vốn được khách quốc tế biết đến với du lịch biển, nhưng những năm gần đây các công ty lữ hành cũng đẩy mạnh khai thác các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách hậu Covid, như là du lịch sống chậm, khai thác ưu thế về thiên nhiên, đặc biệt là hệ sinh thái rừng biển, không gian xanh yên tĩnh giúp du khách thanh lọc phiền muộn và giải tỏa những áp lực. Tôi lựa chọn nơi này để nghỉ dưỡng vì rừng rất đẹp, rất nhiều cảnh quan cây cối, chim muông ở khắp mọi nơi. Cho đến du lịch golf, hiện Bà Rịa Vũng Tàu có 3 sân golf đang hoạt động, trong đó có sân nằm trong top 100 sân golf đẹp nhất thế giới. Tôi thấy điều kiện cơ sở và chất lượng trên sân. Tôi nghĩ sắp tới tuyến mà đi Thái Lan hoặc Đông Nam Á, tôi nghĩ sẽ chuyển về Việt Nam. Đây là cơ hội cho Việt Nam phát triển. Khai thác những sản phẩm mới dựa trên ưu thế địa phương và sức sáng tạo của doanh nghiệp nhằm tạo cho du khách những trải nghiệm mới và ấn tượng. Đó là chìa khóa để các doanh nghiệp lữ hành thu hút khách quốc tế, đồng thời giữ chân họ ở những hành trình kế tiếp. Hiện chúng ta đã vượt được mục tiêu 8 triệu và giờ thì cần nâng số lượng nhưng mà cũng cần tập trung vào chất lượng. Chất lượng ở đây là khai thác những khách hàng mục tiêu theo đúng sản phẩm thế mạnh, từ đó tăng chi tiêu và lưu trú của du khách, kích hoạt các dịch vụ giá trị khác. Vấn đề về sản phẩm thì Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đã đưa ra một cái kế hoạch hành động để chúng ta có thể đổi mới. Thứ nhất là chúng ta phải làm mới các sản phẩm cũ. Tất cả các hãng lữ hành đều đã có những chương trình trước dịch Covid. Bây giờ sau dịch Covid thì có rất nhiều yếu tố thay đổi. Do vậy, vấn đề đặt ra hiện nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kêu gọi là tất cả các cái doanh nghiệp du lịch lữ hành thì cần xem xét lại sản phẩm của mình, sản phẩm cũ ấy, và làm mới lại nó. Và làm mới như thế nào thì có rất nhiều vấn đề kỹ thuật. Điều thứ hai là chúng ta phải có những loại hình du lịch mới và đưa ra những sản phẩm du lịch mới hoàn toàn. Thì đây là hai cái định hướng quan trọng mà cũng đang Hiệp hội Du lịch Việt Nam đang tích cực làm việc với các công ty du lịch để cụ thể hóa hai cái định hướng này. Dự kiến năm nay ngành du lịch sẽ điều chỉnh mục tiêu đón từ 12,5 đến 13 triệu lượt khách quốc tế. Sự thay đổi này chắc chắn là động lực để các doanh nghiệp tăng tốc, xúc tiến thu hút khách quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện cơ sở hạ tầng, các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi hơn về chính sách thị thực. Tới đây thì chương trình Du lịch Việt Nam xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào 9:05 sáng mai Chủ nhật trên VTV1.